ra khu vực bên ngoài của sự kiện Mobility Show lần này mới là nơi mà những thứ điên rồ nó xảy ra. Các bạn có thể thấy ở ngay bên cạnh mình đây, mọi người đang tập trung rất là đông để xem những cái chiếc xe mà có thể là do hội nhóm hoặc là người dùng họ đến đây và họ trưng bày những cái chiếc xe thực sự là rất lạ so với thị trường Nhật Bản. Và thực sự là đối với những người mà khách đến đây thì họ cũng sẽ rất hứng thú với những chiếc xe như thế này. Rất nhiều siêu xe và rất nhiều những chiếc xe huyền thoại của cả Nhật Bản, của cả những cái đất nước khác, ví dụ như Đức, như là Ý. Các bạn có thể thấy ngay bên kia, cái nơi mà mọi người tập trung rất đông là một chiếc Skyline GT, Skyline 2000 GT thì đúng hơn. Và bên cạnh là một chiếc Mitsubishi Stereon. Đó, những cái chiếc xe rất huyền thoại của Nhật Bản. Bên cạnh là chiếc Nissan Gazelle. Dãy bên đối diện chúng ta thấy những cái chiếc xe nó mới hơn một chút, ví dụ như là Aston Martin Vantage hay là những chiếc xe như là Ferrari. Đây là chiếc Ferrari Daytona, rất là khủng khiếp đó. Và ở đây thì họ trưng bày rất là nhiều xe, và thậm chí là các bạn sẽ nhận thấy những cái chiếc xe Đức khi mà vào tay người Nhật thì nó cũng sẽ khác biệt như thế nào. Đây, ở đây chúng ta có Ferrari 328 này đó, và thậm chí là có cả Bugatti của Andrew Tate đang đỗ ở đây, bọc cả ni lông, chắc là xe đắt quá không dám mở ra. Thôi chúng ta đi sâu vào đây một chút, các bạn sẽ thấy là Ford GT40. Nếu như các bạn không quan tâm đến những cái giải đua, các bạn có thể xem phim, những cái phim như là Ford vs Ferrari, các bạn sẽ thấy cái chiếc xe này là một trong những chiếc xe huyền thoại nhất của Ford. Và anh em ở đây thì hay nói đùa là ở Nhật ấy, người giàu mới đi xe Mỹ, không bao giờ gặp xe Mỹ cả. Người này thì giàu quá, đúng không? Chúng ta có một chiếc 930 RVKB. Đây là một trong những cái ví dụ về cái việc phong cách chơi Porsche. Đây là một cái văn hóa, một cái phong cách riêng của những người chơi 930 tại Nhật Bản. Bên cạnh đây thì chúng ta có một chiếc 964. Nhìn nó khá là nguyên bản ạ. Một chiếc 964 rất là zin. Thực ra ngày hôm qua thì bọn mình tới đây, hôm nay là ngày thứ hai rồi. Ngày đầu tiên bọn mình tới đây thì họ cũng trưng bày xe ở khu vực này. Nhưng mà thay vì là trưng bày những cái dòng xe như thế này thì họ lại trưng bày những cái dòng xe chạy rally. Ví dụ như là những cái chiếc Toyota Celica GT4 á, những cái chiếc chạy rally của Nhật Bản, ví dụ kiểu Lancer vân vân. Thì mình cũng đã định quay một video rồi, nhưng mà hôm qua thời gian này không kịp. Và rất là may là hôm nay định quay lại để quay những cái chiếc rally đấy, thì lại gặp những cái chiếc siêu xe, những cái chiếc xe độc lạ tại Nhật Bản như thế này. Phải thực sự mà nói, những cái người mà đã dám chơi những cái dòng xe này là những người phải nói là rất giàu tại Nhật. Đặc biệt là các bạn để ý là những người mà chơi tay lái thuận ấy, là những người siêu giàu ở Nhật luôn. Rồi bên cạnh đây chúng ta có những chiếc Alfa Romeo này, Mercedes này, duy nhất thấy một chiếc. Đi sang bên này cũng là những cái chiếc Lamborghini, nó cực kỳ là hay này. Ở bên đây là khu vực trưng bày những chiếc Lamborghini, mà những chiếc Lambo cổ ấy. Phía đằng kia có Gallardo các thứ, cũng là cổ rồi nhưng mà không đủ cổ bằng chiếc Miura. Hay là ở đây chúng ta có chiếc Diablo. Các bạn sẽ thấy rất là đông người, người ta bu vào xem những chiếc xe này rất là nhiều, cảm giác còn đông hơn ở bên trong Mobility Show á. Đó, chiếc Diablo này. Rồi chúng ta có chiếc Countach, một trong những cái chiếc xe của Lambo mà cá nhân mình thích nhất. Đó. Các bạn đã bao giờ các bạn gặp những cái chiếc Lamborghini đứng cùng một chỗ nhiều như thế này chưa, mà lại còn là những cái chiếc xe cổ gần như là chúng ta sẽ không thể nào gặp được ở Việt Nam. Đó. Và đây là một chiếc xe, các bạn nhìn các bạn sẽ nhận ra đây là chiếc xe sẽ tham gia một cái giải đua, giải Le Mans. Đó, thì nhìn nó sẽ như thế này. Đấy, và rất nhiều xe nữa. Đây, tiếp tục đi sang bên này. Đây, đi sang bên này. Trời ơi, bên này thì nó sẽ nhiều xe mới hơn một chút. Chúng ta sẽ có những cái dòng nó gọi là hiện đại hơn. Dãy này thì toàn là Ferrari thôi này. Đây, chúng ta có Ferrari Roma. Đây thì là nhiều những cái dòng xe nó hiện đại hơn. Một trong những tinh hoa của siêu xe Nhật Bản nó nằm ở bên này. Và đây là một trong những tinh hoa của siêu xe Nhật Bản. Một trong những cái chiếc xe người ta gọi là supercar và người ta gọi là supercar killer vào cái thời buổi bây giờ, chiếc NSX. Đây có lẽ là một trong những cái niềm tự hào và đi vào văn hóa của người Nhật nói chung và của Honda nói riêng, khi mà nó đã làm ra được những cái chiếc xe nó như thế này. Ở đi đến cuối đây chúng ta có Lexus. Và bên này là những cái chiếc Lotus và McLaren. Vẫn còn nữa, các bạn cứ từ, vẫn còn nữa, rất nhiều. Ở dãy này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái chiếc Ferrari cổ. Đấy, ví dụ như là Ferrari Testarossa này. Đó, và chiếc này là chiếc
Lotus Aero hay gì đó, mình quên mất tên rồi. Đây là một chiếc Lotus này, rồi Aston Martin DB. Đấy, và đây là một cái khu vực họ trưng bày rất là nhiều những cái chiếc xe lạ, và những cái chiếc xe có thể nói là nó rất ấn tượng về cả mặt hình ảnh, về cả về cái mặt văn hóa nữa. Vì tất cả những chiếc xe ở đây nó đều mang được những cái nét văn hóa riêng cho chính cái hãng xe của nó. Và đấy là lý do vì sao mà những chiếc xe này được bày tại cái khu vực này ngày hôm nay. Rất nhiều xe, và mình cũng khá bất ngờ vì ngày hôm nay lại có được một cái buổi gọi là tập trung xe như kiểu Car Meet như thế này. Và đến đây thì có lẽ là những cái điều mà hay ho nhất của Mobility Show lần này mà mình muốn chia sẻ với các bạn rồi. Thì nó là những cái chi tiết như thế, về những cái chiếc xe đua, về những cái nơi mà trưng bày, về những cái chiếc xe huyền thoại. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc về những cái điều hay ho bên lề của Japan Mobility Show lần này tại đây thôi. Và bật mí cho các bạn một chút là mình có liên hệ được với một số người bạn tại Tokyo, và mình có thể sẽ tham gia một cái buổi Car Meet vào một buổi đêm, chính vào đêm nay, và sẽ cố gắng ghi lại những hình ảnh cũng như là chia sẻ với các bạn về những cái văn hóa chơi xe của người Nhật đến với cả khán giả Đường Hai Chiều. Cho nên là hãy subscribe đi và đừng bỏ qua bất cứ một cái video nào của Đường Hai Chiều tại Nhật Bản nhá. Xin chào.